tiếng hát kinh mừng cha thánh Giuse là đấng chở che gìn giữ sứ đạo chúng con qua bao chông gai nhọc nhằn và những gian nan, qua bao phong ba sứ đạo vẫn luôn bình an. Dâng lên người này đây sứ đạo chúng con, dâng lên người vì chủ chăn và đoàn dân thánh, nói gương người sống mỗi ngày phục vụ hiến thân luôn trung thành dù cuộc sống biết bao khó khăn. Hòa muôn tiếng hát kinh mừng cha thánh Giuse là đấng chở che gìn giữ sứ đạo chúng con qua bao chông gai nhọc nhằn và những gian nan, qua bao phong ba sứ đạo vẫn luôn bình an. Xin thương nhìn nay đây sứ đạo chúng con, cho muôn người một niềm tin luôn luôn tươi sáng, nói gương người sống mỗi ngày đầy tình mến thương, lo vun trồng và dựng xây đức tin vững bền. Tiếng hát kinh mừng cha thánh Giuse là đấng chở che gìn giữ sứ đạo chúng con qua bao chông gai nhọc nhằn và những gian nan, qua bao phong ba sứ đạo vẫn luôn bình an. Dâng lên người này đây sứ đạo chúng con, dâng lên người vì chủ chăn và đoàn dân thánh, nói gương người sống mỗi ngày phục vụ hiến thân luôn trung thành dù cuộc sống biết bao khó khăn. Hòa muôn tiếng hát kinh mừng cha thánh Giuse là đấng chở che gìn giữ sứ đạo chúng con qua bao chông gai nhọc nhằn và những gian nan, qua bao phong ba sứ đạo vẫn luôn bình an, qua bao chông gai nhọc nhằn và những gian nan, qua bao phong ba sứ đạo vẫn luôn bình an. Dâng lên muôn lời mừng ca mừng thánh Giuse được Chúa chiêu sáng rạng ngời thương ban phúc vinh ngàn đời tỏa cao sáng. Dâng lời xin dâng lên muôn lời cầu xin người chờ.
chở che luôn, xin giữ những bước đường đời để mai sau con cùng được phúc vinh quang. Thánh Giuse hằng tuân giữ lời Chúa truyền, ngày đêm đem ra thực hành nguyện sống phó thác một đời hằng trung tín. Người trở nên như hoa xinh tươi, luôn thơm ngát trước nhan Chúa trời, như hương trầm tỏa bay ngào ngạt lên cõi thiên cung. Muôn đời xin dâng lên muôn lời mừng, ca mừng Thánh Giuse được Chúa chiếu sáng rạng ngời, thương ban phúc vinh ngàn đời tỏa cao sang. Dâng lời xin dâng lên muôn lời cầu, xin người chở che luôn, xin giữ những bước đường đời để mai sau con cùng được phúc vinh quang. Thánh Giuse huệ tinh trắng đượm sắc nồng, người luôn nêu gương một đời đầy tớ biết sống phục vụ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, thật một chiều thứ ba rất ý nghĩa, bởi vì mỗi thứ ba chúng ta hiện diện ở đây để dâng lễ kính Thánh An Tông, người bạn, người ân nhân, người thánh nhân của những người nghèo khổ, những người ốm đau bệnh tật. Thứ ba tuần này chúng ta lại kính Thánh Giuse, quan thầy của các gia trưởng, quan thầy của Giáo hội Việt Nam, quan thầy của Giáo hội toàn cầu. Chúng ta xin Thánh Nhân cầu bầu cho tất cả các gia trưởng, đặc biệt gia trưởng của Vạn Thành, cầu bầu cho tất cả những người môn đệ của Đức Giêsu, trong đó có chúng ta, được can đảm sống và làm chứng cho tin mừng. Trong thánh lễ hôm nay, chúng ta đặc biệt cầu nguyện cho bà Maria và cho tất cả những người con của Vạn Thành đã ra đi và đang chung hưởng phần hạnh phúc, hay đang chờ đợi để được chung hưởng phần hạnh phúc với các thánh. Để lời cầu nguyện của chúng ta được Chúa chấp nhận, chúng ta thành tâm sám hối. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng. Điều này tôi xin được bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi chưa tỏa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa Kitô thương.
Lời cầu nguyện lạy Chúa, Chúa đã giao phó Đức Giêsu cho thánh cả Giuse và thánh nhân đã trung thành gìn giữ trong giai đoạn đầu của công trình cứu độ. Xin nhận lời thánh nhân cầu thay nguyện giúp cho giáo hội biết luôn luôn cộng tác với Đức Giêsu để hoàn tất công trình người đã khởi đầu. Người là Thiên Chúa hàng sống và hiện trì cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Trích sách Samuel quyển thứ 2. Hồi ấy có lời Đức Chúa phán với ông Nathan rằng: hãy đi nói với tôi tử ta là David. Đức Chúa phán thế này: khi ngày đời của ngươi đã mãn và ngươi đã nằm xuống với cha ông, ta sẽ cho dòng dõi ngươi đứng lên kế vị ngươi, một người do chính ngươi sinh ra, và ta sẽ làm cho vương quyền của nó được vững bền. Chính nó sẽ xây một nhà để tôn kính danh ta, và ta sẽ làm cho ngai vàng của nó vững bền mãi mãi. Đối với nó, ta sẽ là cha. Đối với ta, nó sẽ là con. Trước mặt ta, nhà của ngươi và vương quyền của ngươi sẽ muôn đời bền vững, và ngai vàng của ngươi sẽ được củng cố đến muôn đời. Đó là lời Chúa. Cả ơn Chúa.
lập dòng dõi cho người và sẽ xây dựng lại nền ngôi bao của người. Ngày Chúa con sẽ an tâm lòng từ bi của Chúa đến muôn muôn đời, đến muôn muôn đời. Tín hữu Roma, thưa anh em, không phải chiều theo lề luật mà Thiên Chúa đã hứa cho ông Abraham và dòng dõi ông được thế gian làm gia nghiệp, nhưng ông được lời hứa đó vì đã trở nên công chính nhờ lòng tin. Bởi vậy, vì tin mà người ta được thừa hưởng lời Thiên Chúa hứa. Như thế, lời hứa là ân huệ Thiên Chúa ban không và có giá trị cho toàn thể dòng dõi ông Abraham, nghĩa là không phải chỉ cho những ai giữ lề luật mà còn cho những ai có lòng tin như ông. Ông là tổ phụ chúng ta hết thảy, như có lời chép: ta đã đặt ngươi làm tổ phụ nhiều dân tộc. Ông là tổ phụ chúng ta trước mặt Thiên Chúa, đấng ông tin tưởng, đấng làm cho kẻ chết được sống và khiến những gì ông có hòa có. Mặc dầu không còn gì để trông cậy, ông vẫn trông cậy và vững tin. Do đó, ông đã trở thành tổ phụ nhiều dân tộc, như lời Thiên Chúa phán: dòng dõi ngươi sẽ đông đảo như thế. Bởi vậy, ông được kể là người công chính. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Ông Jacob sinh ông Giuse, chồng của bà Maria, bà là mẹ Đức Giêsu cùng gọi là Đấng Kitô. Sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô. Bà Maria mẹ người đã thành hôn với ông Giuse, nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse chồng bà là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo.
Ông đang toan tính như vậy thì kìa, sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: Này ông Giuse, con cháu David, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy. Đó là lời Chúa. Xin mời cộng đoàn an tọa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, chúng ta hân hoan mừng lễ Thánh Giuse trong một bầu không khí rất đặc biệt. Ít khi tôi được hân hạnh cử hành lễ ở ngoài trời trong một không khí tự nhiên và trước một thiên nhiên đẹp như hôm nay. Cảm ơn Chúa. Trong ngày lễ hôm nay, chúng ta đặc biệt cầu nguyện cho các gia trưởng, bởi vì chúng ta ý thức rằng những gia trưởng hôm nay cũng gặp những khó khăn như Thánh Giuse thuở xưa. Và để bảo đảm cho gia đình có một cuộc sống yên ổn, có một cuộc sống an lành về kinh tế cũng như đạo đức và truyền thống văn hóa tâm linh, tất cả các gia trưởng cũng như Thánh Giuse phải cật lực lao động. Chúng ta vì vậy xin Thánh Giuse là cha nuôi của Đức Giêsu, là người công chính, giúp đỡ chúng ta để bước thêm trên con đường đó. Đọc Thánh Kinh, chúng ta thấy rằng Thánh Kinh ít đề cập đến Thánh Giuse. Tuy nhiên, trong bài tin mừng hôm nay, hai câu mà Thánh Kinh nói về Thánh Giuse chứa đựng tất cả những ý nghĩa thâm sâu về điều mà Chúa và Giáo hội muốn ca tụng Ngài. Thánh Matthew viết: Khi hai ông bà về chung sống, thì bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse chồng bà là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Bản văn rất là xúc tích và cô đọng, nhưng mà nơi đây ta gặp thấy những ý nghĩa thâm sâu. Trước hết, Kinh Thánh gọi Thánh Giuse là người công chính. Hai chữ công chính đó là phẩm tính của Thiên Chúa. Chỉ có Chúa là đấng toàn năng, chỉ có Chúa là đấng cao cả, vô biên, vô thủy, vô chung, trước sau như một, mới là đấng công chính. Thành thử hai chữ công chính cũng như là từ bi nhân hậu, thương xót, đó là phẩm tính của Thiên Chúa. Sau đó, Kinh Thánh cũng dùng chữ hai chữ công chính đó một cách theo nghĩa rộng hơn để chỉ các chính nhân trong Cựu Ước, như nói về Abraham trong bài đọc thứ nhất mà chúng ta vừa nghe, và trong bài tin mừng theo Thánh Matthew thì Matthew cũng dùng hai chữ: Giuse là người công chính nên không muốn tố giác bà, và muốn nên quyết định tìm cách kín đáo bỏ trốn đi. Để hiểu rõ câu chuyện đó, để hiểu rõ những khúc mắc đó, chúng ta cần nhớ lại, cần gợi lại
phong tục của người Do Thái ở thời đó. Hôn nhân của Do Thái ở giai đoạn đó có thể tóm tắt trong ba đoạn. Đó là thứ nhất là hứa hôn, thứ hai là đính hôn, và thứ ba là kết hôn. Hứa hôn là điều mà người Do Thái thường làm, cũng như cha ông chúng ta trong truyền thống ngày xưa cũng thường hay làm như vậy. Khi hai người bạn chơi thân với nhau rồi muốn là cái tình thân hữu đó được nối kết mãi mãi, thường thường cũng hứa hẹn với nhau, nếu tôi mà sinh con trai, ông sinh con gái, thì hai bên gia đình chúng ta sẽ thông gia với nhau. Hay nếu ông mà sinh con gái, tôi sinh con trai, thì ông nhớ gả con gái cho tôi, vân vân và vân vân. Người Do Thái cũng thường có tục đó. Chính bố mẹ đã chọn người chồng tương lai cho con gái, và nhiều khi cũng mai mối đưa đường chỉ lối để giúp hai gia đình hứa hôn với nhau. Hứa hôn đó tiếp tục được duy trì, và đến khi người con gái hay con trai đã đến tuổi kết hôn thì người ta bước sang điểm giai đoạn thứ hai là đính hôn. Và trong cái đính hôn đó thì hỏi người con gái có đồng ý là nhận người con trai đã được hứa hôn làm chồng tương lai của mình hay không. Và nếu bên trai bên gái đồng ý, nếu cô dâu tương lai cũng như chàng rể tương lai đồng ý, thì bắt đầu chính thức đính hôn. Và đối với người Do Thái, khi đính hôn đã là nên vợ nên chồng. Mặc dù chưa sống chung với nhau nhưng mà đã là vợ chồng với nhau theo truyền thống. Chính vì vậy, nếu lúc đó một người nào mà bỏ người đã được đính hôn mà ra đi thì phải ly dị, và vẫn coi như là một phản bội. Sau khi đính hôn thì thường thường là cuối năm đó hai bên sẽ kết hôn với nhau. Theo tin mừng thì Giuse và Maria đang ở giai đoạn đính hôn, và trong giai đoạn đính hôn đó thì ông Giuse khi mà hai bên chưa về sống với nhau thì đã thấy bà Maria có thai. Giuse vẫn tin tưởng nơi người bạn trăm năm của mình, vẫn xác quyết rằng đó là một người đạo đức, đó là một người tốt, người trung tín. Nhưng mà điều mà Giuse thấy trước mắt đó là người bạn, người vợ của mình chưa sống chung sống với nhau mà đã có thai. Bào thai đó do ai, từ đâu đến? Giuse lúc đó chưa biết đó là do quyền năng của Chúa Thánh Thần. Chính vì vậy Giuse bán tín bán nghi, và nếu Giuse mà tố cáo thì Đức Maria phải chết, phải bị tội ném đá cho đến chết theo truyền thống của người Do Thái. Giuse đứng trước một nghi nan và cố gắng tìm một giải pháp, một giải pháp của người công chính, không muốn làm hại ai cả. Chính vì vậy Giuse định tâm bỏ trốn. Và khi mà bỏ trốn như vậy thì chính Giuse phải lãnh nhận búa rìu của dư luận. Thiên hạ sẽ kết án Giuse là người hèn nhát, người bỏ trốn, đồ sở khanh, vân vân và vân vân. Tuy nhiên như Thánh Matthew nói, trong lúc Giuse định tâm như vậy thì chính Thánh Thần của Chúa đến và giúp Giuse
gỡ được rối tơ vò, bởi vì bào thai đó không phải do bất cứ người trần nào, mà do quyền năng của Thiên Chúa. Và người con mà Maria sẽ sinh ra đó là con Thiên Chúa. Và Giuse được mời gọi lấy tên Giêsu hay là Joshua để đặt cho đứa trẻ, nghĩa là Thiên Chúa cứu. Giêsu có nghĩa là Thiên Chúa cứu, cứu dân tộc người, cứu thế giới này. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta cũng được mời gọi để bước đi trên con đường của Giuse đã đi. Rất nhiều lần trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta cũng gặp những nghi nan, chúng ta cũng không biết xử như thế nào. Ước mong rằng chúng ta cũng như Giuse cầu nguyện, để rồi chính Chúa sẽ dẫn đường chỉ lối cho chúng ta đi. Chúng ta cũng biết rằng để bảo đảm cho gia đình một cuộc sống tạm ổn định, Giuse đã phải cật lực làm việc. Giuse là người thợ mộc, và qua ngành nghề đó tạo công ăn việc làm, tạo được điều kiện kinh tế để đảm bảo cho cuộc sống của Đức Giêsu cũng như Maria. Và trong gia đình Nazareth, mặc dù Thánh Giuse là gia trưởng, nhưng mà thực sự ra gia trưởng của một gia đình rất là khó, bởi vì người vợ là mẹ của Thiên Chúa, còn người con chính là con Thiên Chúa làm người. Giuse đã cố gắng khiêm nhường, âm thầm phục vụ Chúa, âm thầm thực hiện chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, quê hương xứ Nghệ, quê hương Hà Tĩnh của chúng ta, quê hương Quảng Bình của chúng ta vẫn nổi tiếng là một vùng đất ngày xưa mang nặng tính gia trưởng, óc gia trưởng. Rất nhiều người gia trưởng ở quê hương chúng ta ngày xưa luôn luôn dùng quyền của mình để áp đặt, và nhiều khi áp bức trên vợ, trên con, trên cháu, trên chắc. Ước mong rằng hôm nay thời đại đã đổi, hoàn cảnh đã đổi, và hơn nữa ước mong rằng mỗi lần chúng ta nhìn đến tấm gương của Thánh Giuse, chúng ta cũng bớt đi óc gia trưởng, tính gia trưởng, thói gia trưởng, để rồi yêu thương và phục vụ Chúa trong những người thân yêu của chúng ta, phục vụ những người con, những người vợ, những người thân yêu của chúng ta với một niềm tin Kitô giáo. Bởi vì đạo của chúng ta là đạo yêu thương, bởi vì giới răn quan trọng nhất trong đạo của chúng ta đó là giới răn yêu thương. Và giới răn yêu thương đó chúng ta phải thực hiện, phải thi hành, phải sống ngay từ gia đình của chúng ta, đối với vợ, với con, đối với cha, với mẹ, với anh chị, với cháu chắc. Ước mong rằng tất cả những mái nhà của chúng ta sẽ trở thành tổ ấm, nơi đó mọi người yêu thương nhau, mọi người cùng nhau yêu thương người khác, cùng nhau giúp đỡ người khác, cùng nhau thực hiện giới răn quan trọng nhất của đạo Chúa, đó là giới răn yêu thương. Và ước mong rằng trong năm nay hay trong mùa chay này, không có gia đình nào sẽ tan hoang, không có gia đình nào mà có bạo lực, có đổ máu, cũng không có gia đình nào phải chia ly, cũng không gia đình nào không có sự trung tín, có sự thất trung và chia rẽ. Ước mong rằng tấm gương của Thánh Giuse, của Đức Mẹ và Đức Giêsu mà chúng ta tưởng nhớ hôm nay luôn luôn là ngọn đèn
soi bước cho chúng ta đi. Kính thưa cộng đoàn, mỗi thứ ba chúng ta cũng hiện diện ở đây để dâng lễ kính Thánh An Tâm, một người môn đệ khiêm hạ, một người môn đệ giàu lòng bác ái yêu thương của Đức Kitô. Chúng ta thường đến đây để xin Thiên Chúa qua lời bầu cử của Thánh An Tâm cho chúng ta tìm lại những gì đã bị đánh mất. Từ chìa khóa, từ ví tiền, từ giấy tờ, cho đến chiếc xe, cho đến con trâu, con bò, con nghé, vân vân và vân vân. Và rất nhiều lần chúng ta đã được toại nguyện. Tôi cũng thường hay làm lễ kính Thánh An Tâm tại trại gáo, và cũng được nghe rất nhiều chuyện. Rất nhiều người chưa biết Chúa, rất nhiều người chưa gia nhập đạo Chúa, nhưng họ là những người bạn, những người thụ ân của Thánh An Tâm, và chính họ lại được nhiều ơn hơn là những người công giáo chúng ta. Ước mong rằng hôm nay cũng như ngày mai, trong mùa chay cũng như trong năm nay, chúng ta tiếp tục đến đây để xin Thánh An Tâm cho chúng ta tìm lại, gặp lại những gì đã đánh mất. Nhưng không phải chỉ những gì bị đánh mất về phương diện thể lý, về phương diện vật lý là tiền tài hay là sức khỏe mà thôi, mà chúng ta xin Ngài cho chúng ta gặp lại, tìm lại những giá trị đạo đức, những giá trị nhân bản, những giá trị tâm linh mà chúng ta đã bị đánh mất. Xin cho chúng ta tìm lại hạnh phúc của gia đình. Xin cho chúng ta tìm lại bầu không khí yêu thương của gia đình. Xin cho chúng ta đừng bao giờ đánh mất mái ấm yêu thương. Xin cho chúng ta luôn luôn gặp lại, luôn luôn được sống bên những người chúng ta yêu thương. Và xin cho chúng ta dù gặp khó khăn về kinh tế, nhưng mà không bao giờ đánh mất nụ cười, không bao giờ đánh mất niềm vui, không bao giờ đánh mất tình yêu, tình bạn, tình đồng bào, tình anh em ruột thịt. Và xin cho chúng ta trong mọi hoàn cảnh vẫn là chứng nhân của tình yêu, vẫn là những người môn đệ đích thực của Đức Giêsu, cố gắng sống và làm chứng cho giới dân yêu thương. Xin Chúa chúc lành cho tất cả. Xin cho giáo xứ chúng ta, giáo xứ Vạn Thành của chúng ta đang từng bước đi lên, đang từng bước tiến tới, để rồi một ngày nào đó thật sự là Vạn Thành. Cũng xin chúc mừng cha quản sứ cũng như hội đồng mục vụ giáo xứ và tất cả thành viên của giáo xứ trong thời gian vừa qua đã bắt đầu đưa ra những hướng đi mới, giải quyết cho một điểm mà Vạn Thành xưa nay vẫn thấy đó là điểm yếu, đó là những con đường, đó là những con lộ thẳng băng, những con đường lớn, những con đường gần gũi, những con đường dẫn ta đến gần đường quốc lộ. Cảm ơn Chúa, chúng ta đã bắt đầu nhận ra và bắt đầu hoạch định, bắt đầu hình thành những con đường đó. Chắc chắn rằng cần sự đoàn kết, cần sự hỗ trợ và sự cộng tác của tất cả thành phần dân Chúa tại Vạn Thành, để những con đường ước mơ đó một ngày không xa trở thành hiện thực. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta. Và xin mời cộng đoàn đứng lên để chúng ta tuyên xưng niềm tin của chúng ta. Tôi tin
tin kinh một Thiên Chúa. Được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha. Nhờ người mà muốn vẫn được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế, mời thêm Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thế trong lòng sinh nữ Maria. Vào thập giá vì chúng ta, tới quan phong siêu vi la tô, ngày chiêu mô hình và mai tháng, ngày thứ ba người sống lại như lời thanh kinh, người đêm trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang, để mà xem kẻ sống và kẻ chết, nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, người nói Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được cung thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng ta tiên tri mà phán dạy. Tôi xin hỏi Thánh Duy Nhất, Thánh Thiên Công Giáo và Tông Truyền, tôi tin rằng có một phép chưa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen. Anh chị em rất thân mến, trong lễ kính Thánh Giuse hôm nay, chúng ta cầu xin Chúa cho công tác loan báo tin mừng được phát triển trên thế giới hôm nay. Chúng ta cũng không quên cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha Francisco, cho hàng giáo phẩm luôn can đảm thi hành sứ vụ đã được trao phó. Chúng ta cầu xin Chúa cho quê hương đất nước chúng ta luôn luôn được phát triển trong an bình, công bằng, tôn trọng nhân phẩm, nhân quyền. Chúng ta đặc biệt cầu xin Chúa chúc lành cho các gia trưởng, cho những người có tên thánh là Giuse, luôn luôn biết noi gương thánh cả để làm chứng cho niềm tin Kitô giáo, cũng như biết sống một cuộc đời khiêm hạ, phục vụ và yêu thương. Trong tâm tình đó, chúng ta dâng lên Chúa những lời nguyện xin của chúng ta. Thánh Giuse luôn gìn giữ hội thánh, là đấng bảo trợ giáo hội Việt Nam. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mọi thành phần dân Chúa luôn biết noi gương thánh cả, sống kiên vững trong niềm tin, bảo vệ giáo hội, can đảm sống chứng nhân bằng gương sáng và việc lành phúc đức. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Thánh Giuse luôn lao động cần cù để nuôi dưỡng thánh gia, cũng như để làm tròn thánh ý Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người đang sống trên trái đất này biết dùng lao động trí óc và chân tay mà thực hiện thánh ý Chúa, là làm chủ vũ trụ thiên nhiên Chúa đã dựng nên. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Thánh Antôn luôn sống gắn bó với Kinh Thánh và lời của Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người Kitô hữu biết luôn noi gương Ngài trong đời sống tin cậy, mến,
hầu trở thành những chứng tá tin mừng của Chúa trong cuộc sống thường ngày. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lòng biết ơn là trí nhớ của con tim. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa trả công vô cùng và ban muôn ơn lành trên quý Đức Cha và Cha tiền nhiệm An Tôn, cùng hết thảy mọi người đã có công khởi sự và xây dựng linh địa An Tôn nơi đây. Cách riêng, xin Chúa xuống muôn ơn lành trên Đức Cha Phaolô kính yêu, đã thương quan tâm ưu ái, về thăm và dâng thánh lễ mang tính lịch sử cầu nguyện cho chúng con hôm nay. Sau hết, xin Chúa thương ân thưởng nước trời cho mọi người trong giáo xứ chúng con đã qua đời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa cho toàn thể dân thánh đang thật lòng trở về với Chúa được lãnh nhận những ân huệ dồi dào mà họ đang tha thiết ước mong. Nhờ lượng từ bi của Chúa, chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Anh chị
em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, chưa thánh cả Giuse đã hết lòng phục vụ Đức Kitô con một Chúa, đấng sinh làm con Đức Trinh Nữ Maria. Nay xin Chúa cũng rộng lòng ban cho chúng con một tâm hồn trong sạch ngay thẳng để cử hành lễ tế tạ tại bàn thờ này. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên, chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Ân là chính đáng. Lạy Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con. Trong ngày lễ kính thánh Giuse, chúng con cùng tung hô chúc tụng và ca ngợi Chúa. Thánh Giuse là người công chính, Cha đã cho kết bạn với Đức Trinh Nữ Mẹ Chúa Trời. Thánh nhân là tôi tớ trung tín và khôn ngoan, Cha đã trao phó thánh gia cho người coi sóc để người thay quyền Cha gìn giữ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con là con một Cha đã nhập thể bởi quyền năng Chúa Thánh Thần. Vì thế toàn thể triều thần thiên quốc cùng ca ngợi, tôn thờ kính sợ và hân hoan chúc tụng Cha uy linh. Xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài thành khẩn tuyên xưng rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cứu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây
là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con hoan nguyện Chúa chịu chết và tiên xưng Chúa phong lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám mục Phaolô, chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến tôi tớ Chúa là linh hồn Maria và hết mọi người trong giáo xứ chúng con mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quen thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hai tay được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ta sáng, nước Cha thì đến, ý Cha thể hiện trên đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ tội nợ chúng con. Xin cho để chúng con tha cho cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho mọi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Về vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa nên muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin hoan thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trì muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chiên Thiên Chúa đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đang chưa ngủ vào nhà con, nhưng xin Chúa phát một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Hỡi người đầy tớ tốt lành và trung tín, hãy vào hương sự vui mừng của Chúa người. Con kính lạy trái tim cứng trong Đức Chúa Giêsu, đã tỏ ra lòng thương xót yêu dấu chúng con dường ấy, vì đã lo buồn đau đớn mồ hôi mau chảy ra vì tội thiên hạ, lại lôi để mình cùng máu thánh nuôi lấy chúng con, ôm lấy mọi ơn trong xưa nay kể chân thiện thương ơi có nhiều kể chân thiện nhỏ lên như đứa cá chụp lành trong ấy. Lại cả lòng bất nhân ngô nghi, cùng làm nhiều sự vô phép mất lòng Chúa con, thì lòng con thảm thiết đau đớn lắm. Từ nay về sau, con quyết chỉ dốc lòng ở riêng nâng thờ phương kính mến trái tim Đức Chúa Giêsu, hết lòng hết sức cho được thay lấy những sự bất nghĩa ấy, là khi con kinh thờ chẳng nên, cùng khi con chịu lễ chẳng đáng. Vậy bây giờ con kính lạy ngợi khen phép cực trong mình thánh mau thanh, cùng kính lạy trái tim Đức Chúa Giêsu ngự trong ấy. Amen. Chúa là con đường cho con bước lên, là anh hùng xua tan bóng đêm, là sức sống trong khi đau khổ. Sống từng ngày có Chúa giữ đời. Chúa là mối tình con dâng trái tim, bóng hình con luôn vững tin, là bóng mát cho con an nghỉ, sống một đời cùng người con vui. Chúa dẫn con đường đi về khắp nơi.
cõi chân riêng tư trong Giê-xu đấng chưa chết đã nở. Một cõi riêng tư lòng con xin dành cho Chúa. Lời cầu nguyện. Lạy Chúa, trong buổi lễ mừng thánh cả Giuse, Chúa đã cho cộng đoàn chúng con được no thỏa tại bàn tiệc thánh này. Xin bảo vệ chúng con luôn mãi và duy trì nơi chúng con nhận ân huệ của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy chúc tụng danh Chúa. Từ bây giờ và cho đến muôn đời. Ơn phụ trợ chúng ta ở nơi danh Chúa. Là đấng cao thành trời đất. Xin Thiên Chúa toàn năng là cha và con và thánh thần xuống trên anh chị em và ở cùng anh chị em luôn mãi. Amen. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Tạ ơn Chúa. Con trân trọng kính mời Đức Cha an tọa. Trọng kính Đức Cha Phaolô kính yêu. Đẹp thay những bước chân loan báo tin mừng. Hơn bao giờ hết, bản thân chúng con đã cảm nhận được rất sâu xa ơn Chúa qua những bước chân loan báo tin mừng, gieo hạt giống xuống trên mảnh đất vạn thành chúng con. Khởi đi từ năm 1925, những hạt giống đầu tiên đã được gieo vại trên mảnh đất vừa có vàn là sông nước, vừa có thành là núi đồi. Và qua thời gian, đặc biệt tại linh địa núi thành này, đầu năm 1952,
cây thánh giá đã được dựng nên vị trí cao nhất ở ngọn núi này. Và rồi khởi đi qua các cha tiền nhiệm, năm 2004, cha An Tôn Trần Đình Văn được bổ nhiệm về quan chức giáo sứ Vạn Thành và có công khởi sự vun đắp tôn tạo lại linh địa này. Và kể từ 2004, có những dịp này dịp kia thánh lễ lại được cử hành nơi đây. Và từ năm 2017, cứ tối thứ ba hàng tuần, thánh lễ mừng kính thánh An Tôn được cử hành, dâng lễ cầu nguyện cho tất cả anh chị em, kể cả anh chị em lương dân tới đây để cầu nguyện rất là đông. Hôm nay chúng con lại được bước chân loan báo tin mừng đầy yêu thương của Đức Cha Phaolô kính yêu đến đây với tất cả tấm lòng của người mục tử nhân hiền. Chúng con cảm nhận được ơn Chúa qua lời chuyển cầu của thánh An Tôn và sự đoái thương của Đức Cha cũng như quý cha. Xin Chúa chúc lành cho Đức Cha, tất cả đoàn con chúng con có một bó hoa tươi thể hiện tấm lòng thành dâng lên Đức Cha kính yêu. Mong Đức Cha vui nhận. Chân thành cảm ơn trời, cảm ơn người vì bầu không khí rất đặc biệt và khung cảnh rất thân thương, rất tâm linh của ngày lễ hôm nay. Chân thành cảm ơn cha quản sứ đã tạo cơ hội để tôi khám phá thêm một vùng đất tâm linh, vùng đất thánh thiêng. Và ước mong rằng núi thành này sẽ trở nên một điểm gặp gỡ cho những người con và người bạn của thánh An Tâm. Và hơn nữa, tôi cũng ước mong rằng đây cũng là nơi sinh hoạt của thiếu nhi thánh thể, đây cũng là linh địa để thiếu nhi thánh thể sử dụng trong những lần tại sa mạc dưới bàn tay của Chúa, dưới sự che chở giữ gìn của thánh An Tâm. Xin chúc mừng cha quản nhiệm, hội đồng mục vụ giáo xứ và tất cả ông bà anh chị em từng bước đi lên và cố gắng bước theo gương của thánh An Tâm để sống tốt và sống tốt hơn nữa, để làm người tốt giữa một xã hội mà chúng ta thấy cái tốt đang càng ngày càng biến mất. Xin Chúa đồng hành và xin thánh An Tâm luôn luôn cầu bầu và chúc lành cho chúng ta. Và bó hoa này xin được gửi lại cho cha quản sứ. Đây là hoa hồng rất đẹp, nhưng hoa hồng nào cũng có gai. Và ước mong rằng hoa hồng tại Vạn Thành đẹp vẫn đẹp, mà gai thì ít hơn. Một đêm an lành và chúc những ngày còn lại cũng tiếp tục an lành trong bàn tay che chở của thánh Giuse, của Đức Maria và của thánh An Tông nữa. Xin Chúa chúc lành, xin Chúa tươi nét mặt trên ông bà anh chị em, đặc biệt những người gia trưởng trong ngày lễ rất đặc biệt hôm nay. Trên nơi tòa cao thiên quốc
xanh bề ngàn đời chinh trắng. Ô nhớ chẳng hề vương vấn, thiên thu lòng mê ngất hương. Mẹ mà lòng mẹ đầy buồn đơn phương, chúa thương ban tràn đầy. Con chẳng nên ngàn đời ca, con cũng ngàn đời chung lên, con lòng mẹ cũng đi. Cha hiền người trọng quy chúng, một đời cần cù nhọc lao hôm xưa, khôn ngoan lo toan cai quản thánh gia, luôn luôn an vui.